tiết kiệm thời gian thì mình đã nấu cháo sẵn cho bé. Mình nấu đã nấu cháo bí đỏ hôm nay thì mình sẽ nấu cháo cua và bí đỏ nhé. Bây giờ mình sẽ tán nhuyễn cháo qua cái dây. Nếu mà bé lớn hơn một chút thì không cần tán qua dây. Nếu mà mình đã còn nhỏ chưa ăn được cháo hạt nên mình tán qua dây cho bé. Mình đã luộc cua xong, bây giờ mình sẽ tách lấy phần thịt cua nhé. Sau khi mình đã gỡ cái phần thịt cua này, cái thịt cua này thì mình chỉ nấu một chén cháo thì mình chỉ cần khoảng 2 muỗng canh thịt cua để vừa một chén cháo nhé. Còn mình không cho cái liều lượng quá nhiều thì bé ăn nhiều quá, nhiều đạm quá cũng không tốt. Bây giờ thì mình sẽ mang đi mình bằm nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ cho cái chảo lên bếp, mình cho một xíu dầu vào. Mình cho một chút hành tím mình đã bằm nhỏ. Lớn quá mà nên là mình thơm lên là mình sẽ cho cua vào. Cua mình bằm nhỏ. Mình chiên cho cái cua của mình nó thơm lên. Khi lên cái này thì cua của mình nó sẽ thơm ngon hơn là mình để nó mình chỉ bột lên nó cũng hơi thử cái mùi tanh. Mình nấu cháo cho bé thì mình chưa có nên gia vị gì hết, mình bé nó còn nhỏ không nên lên dưới một tuổi thì không nên lên gia vị, mình chỉ cho một xíu nước mắm cái xíu nước mắm để cho cái vị thơm ngon. Sau khi cháo của mình đã sôi lên thì mình sẽ cho vào đây một nửa cái phần cua lúc nãy mình khi đây mình sẽ cho vào một nửa, còn một nửa bát mình sẽ để lên trên cháo nữa. Thì lúc nãy mình có xào cua thì mình có cho dầu ăn rồi nên là mình sẽ với món cháo này mình sẽ không cho thêm dầu ăn nữa nhé. Mình tắt bếp. Vậy là món cháo của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Rồi mình sẽ bỏ ra tô vào cho bạn. Với món cháo này thì mình cho bé ăn nóng để được thơm ngon hơn nhé.
cho bé